Mô Lê Phan, kính chào quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật những tin tức nổi bật có trong ngày 5 tháng 8 năm 2024 của The Saigon Post. Thưa quý vị, trong những tháng gần đây, tình hình chiến sự tại khu vực Kharkiv, Ukraine đã chứng kiến những diễn biến đáng chú ý. Mặc dù cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kharkiv đã thất bại từ vài tháng trước, quân đội nước này vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện và hoạt động trong khu vực này, thay vì rút quân như nhiều chuyên gia dự đoán. Theo thông tin từ một kênh truyền thông của Nga có tên kênh phía Bắc, tình hình tại khu vực Lipsy gần Kharkiv đang diễn ra hết sức căng thẳng. Kênh này đã công bố nội dung thư từ của binh sĩ Nga đang chiến đấu tại mặt trận này, tiết lộ những khó khăn và tổn thất mà họ đang phải đối mặt. Các binh sĩ Nga báo cáo về tình trạng pháo kích dữ dội từ phía Ukraine nhắm vào vị trí của họ. Hậu quả là số lượng thương vong trong hàng ngũ quân đội Nga được mô tả là thảm khốc đáng chú ý là việc di sản các binh sĩ tử trận được gọi bằng mã Z200 trong binh ngữ Nga hầu như không được thực hiện dẫn đến tình trạng thi thể binh sĩ bị bỏ lại trên chiến trường. Ngoài vấn đề thương vong, quân đội Nga còn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Theo lời kể của một binh sĩ, trong số các chỉ huy đơn vị chỉ có một người hiện diện tại mặt trận, trong khi đáng lẽ phải có 3 người. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng khi vị chỉ huy duy nhất này dự kiến sẽ rời đi vào ngày 8, để lại các binh sĩ không có sự chỉ đạo trực tiếp. Tinh thần chiến đấu của binh sĩ Nga cũng đang ở mức báo động, nhiều người dùng đến rượu và chất cấm như một cơ chế đối phó, phản ánh mức độ căng thẳng tâm lý cực độ mà họ đang phải chịu. Theo lời một binh sĩ, ở đây nếu không uống rượu và sử dụng chất kích thích, người ta có thể phát điên. Tình trạng đạo đức và tâm lý của quân đội được mô tả là ở mức không. Vấn đề xử lý thi thể binh sĩ tử trận cũng là một điểm đáng lo ngại. Theo báo cáo, chỉ có một số ít thi thể được xác định danh tính và đưa về cho gia đình, phần lớn được chôn cất tại chỗ, trong khi nhiều thi thể khác bị bỏ mặt cho phân hủy tự nhiên. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine đang ghi nhận những thành công đáng kể trong khu vực. Gần đây, họ đã sử dụng máy bay không người lái để đánh bại một đợt tấn công của quân đội Nga gần Lipsi, tiêu diệt 5 xe quân sự của đối phương, Điều này cho thấy sự hiệu quả của chiến thuật sử dụng công nghệ hiện đại trong chiến đấu của quân đội Ukraine. Tám lại, tình hình tại khu vực Kharkiv tiếp tục diễn biến phức tạp với quân đội Nga đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng về nhân sự, tinh thần và chiến thuật, trong khi đó quân đội Ukraine đang thể hiện khả năng phòng thủ hiệu quả và gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp diễn, những dấu hiệu căng thẳng và bất mãn ngày càng tăng trong hàng ngũ quân đội Nga đã trở nên rõ ràng hơn thưa quý vị. Gần đây có thông tin cho rằng một số binh sĩ Nga đã có hành động cực đoan là bắn vào chính các chỉ huy của họ ngay tại mặt trận, phản đối việc bị điều động tham gia vào các cuộc tấn công được mô tả là chiến thuật thịt băm. Được biết, thuật ngữ chiến thuật thịt băm được sử dụng để chỉ chiến lược quân sự ưu tiên số lượng hơn chất lượng, trong đó binh lính được điều động tấn công hàng loạt mà không quan tâm đến tổn thất nhân mạng. Chiến thuật này thường dẫn đến số lượng thương vong rất lớn và được coi là phi nhân đạo bởi nhiều chuyên gia quân sự. Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh tăng đáng kể khoản thanh toán bằng tiền mặt cho các tình nguyện viên tham gia chiến đấu. Động thái này được xem như một nỗ lực nhằm thu hút thêm binh lính mới và duy trì lực lượng hiện có. Tuy nhiên, theo nhận định của Wen Howell, một sĩ quan quân đội Nga, biện pháp này có thể đã quá muộn và sẽ không mang lại hiệu quả như mong đợi. Powell lập luận rằng, những người sẵn sàng tham chiến vì tiền đã gia nhập quân đội từ lâu, ông cho rằng giải pháp duy nhất có ý nghĩa là thay đổi cách tiếp cận của bộ chỉ huy quân đội Nga, cụ thể là cần chấm dứt việc coi bộ binh như vật tư tiêu hao. Theo Powell, bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Nga đang sẵn sàng hy sinh số lượng lớn binh sĩ chỉ để đạt được những tiến bộ nhỏ trên chiến trường. Tình trạng này đã dẫn đến sự phản kháng ngày càng tăng trong hàng ngũ binh sĩ Nga nhiều người đã từ chối tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm và yêu cầu xét xử quân đội đối với các chỉ huy được họ gọi là đồ tể đáng lo ngại hơn đã có những báo cáo về việc binh lính bắn vào chính các chỉ huy của họ như một hành động trả thù tình hình này phản ánh một vấn đề sâu sắc hơn trong quân đội nga sự suy giảm tinh thần chiến đấu và niềm tin vào bộ chỉ huy nhiều binh sĩ nga sau khi hiểu rõ tình hình thực tế tại mặt trận đã từ chối gia nhập quân đội hoặc tìm cách rời khỏi các đơn vị chiến đấu theo các nguồn tin, tổng số thương vong của quân đội Nga trong cuộc chiến với Ukraine đã vượt quá nửa triệu người. Con số này nếu chính xác sẽ là một tổn thất nhân lực đáng kể đối với Nga và có thể giải thích cho những nỗ lực gần đây của chính quyền trong việc thu hút thêm tình nguyện viên. Tình trạng căng thẳng và xung đột nội bộ trong quân đội Nga có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả chiến đấu và khả năng duy trì các hoạt động quân sự của nước này tại Ukraine. Nó cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính bền vững của chiến lược quân sự hiện tại của Nga và khả năng duy trì sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến kéo dài này. Thưa quý vị, theo một báo cáo mới được công bố bởi Bloomberg, ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Dựa trên dữ liệu theo dõi tàu chở dầu, các nhà phân tích của Bloomberg đã xác định được mức sụt giảm lớn nhất trong xuất khẩu dầu của Nga kể từ năm 2022, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng của quốc gia này. Cụ thể, báo cáo cho thấy lưu lượng xuất khẩu dầu của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng qua. Trong tháng 7, nguồn cung dầu toàn cầu từ Nga đã sụt giảm hơn nửa triệu thùng mỗi ngày, một con số đáng báo động đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng của quốc gia xâm lược. Đặc biệt đáng chú ý là sự sụt giảm trong xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, một đối tác thương mại quan trọng của Nga. Theo số liệu của Bloomberg, xuất khẩu dầu sang Trung Quốc đã giảm hơn 1,4 triệu thùng mỗi ngày, mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong năm 2024. Sự sụt giảm này có thể có những tác động sâu rộng đến mối quan hệ kinh tế chính trị giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, Nga không phải là quốc gia duy nhất gặp khó khăn trong lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ. Các nhà phân tích của Bloomberg cũng ghi nhận sự sụt giảm trong xuất khẩu dầu từ ba quốc gia sản xuất dầu lớn khác, bao gồm Brazil, Venezuela và Qatar. Ngược lại, hai nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, Ả Rập Saudi và Hoa Kỳ, đã có thể tăng nguồn cung. Điều này có thể làm thay đổi cán cân cung cầu trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Phân tích chi tiết của Bloomberg trong 7 ngày gần đây cho thấy tình hình còn nghiêm trọng hơn đối với Nga. Tổng lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển từ Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, Đáng chú ý, xuất khẩu từ các cảng Baltic, một tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng của Nga, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022. Tình hình này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang cân nhắc áp dụng một kế hoạch mới nhằm hạn chế thu nhập từ việc bán dầu của Nga. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, tòa Bạch Ốc dường như đang thận trọng trong việc thực hiện kế hoạch này trước khi cuộc bầu cử bắt đầu, có lẽ để tránh những biến động không mong muốn trên thị trường năng lượng toàn cầu. Sự sụt giảm trong xuất khẩu dầu mỏ của Nga có thể có những tác động sâu rộng không chỉ đối với nền kinh tế Nga mà còn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Đây có thể là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm các lệnh trừng phạt quốc tế, sự thay đổi trong cung cầu toàn cầu và có thể cả những thách thức trong sản xuất và vận chuyển dầu mỏ của Nga. Theo thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy bao gồm chính quyền Kyiv và các phân tích từ phương Tây, Khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo chiến tuyến miền đông Ukraine trong mùa hè này là rất thấp. Mặc dù vậy, Moscow vẫn tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thêm một ngôi làng tại khu vực Donetsk. Ông Andriy Yusov, phát ngôn viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR, đã chia sẻ với Newsweek rằng, trong bối cảnh hiện tại, việc lặp lại một cuộc tấn công lớn trên toàn bộ chiến tuyến, tương tự như sự kiện hồi tháng 2 năm 2022, là điều không thể xảy ra nhìn lại lịch sử, cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine do Moscow phát động vào tháng 2 năm 2022 đã nhanh chóng lan rộng từ các khu vực Donetsk và Luhansk do phe ly khai kiểm soát sang các vùng phía Bắc và phía Đông Ukraine. Đáng chú ý, bán đảo Crimea ở phía nam đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ năm 2014. Mặc dù Ukraine đã giành lại được một số lãnh thổ, bao gồm vùng Kharkiv ở Đông Bắc trong cuộc phản công mùa thu năm 2022, Nga vẫn đang từng bước mở rộng kiểm soát tại miền đông Ukraine. Điển hình là việc Nga tuyên bố chủ quyền đối với thành phố Avdiivka thuộc Donetsk vào tháng 2 năm 2024 và tiếp tục tiến về phía Tây kể từ đó. Hiện nay, lực lượng Nga đang tiến dần về phía thành phố Bokrovsk, một điểm phòng thủ chiến lược quan trọng. Ukraine liên tục báo cáo về các cuộc giao tranh ác liệt dọc theo khu vực tiền tuyến này. Mới đây, vào Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm được Novosilivka bursa một khu định cư nằm ở phía tây Abdivka và đông nam Bokrovsk. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập. Đầu tháng 5, Nga đã mở một cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kharkiv, Ukraine nhận định rằng động thái này nhằm buộc họ phải phân tán nguồn lực quan trọng khỏi các điểm nóng ở phía đông. Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, vào cuối tháng 7, lực lượng Nga không có khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công mùa hè mới rõ rệt do hạn chế về vật chất và nhân lực. Ông Nick Reynolds, chuyên gia nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Royal United Service Institute, Russia ở London, đồng tình với nhận định này, Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại mong manh đối với cả hai bên và rất khó lường. Các nhà phân tích và quan chức cho rằng Moscow đang theo đuổi chiến lược chiến tranh tiêu hao với mục tiêu làm suy yếu lực lượng và nguồn dự trữ thiết bị của Kyiv trước khi chính điện Kremlin cạn kiệt nguồn lực. Mặc dù phương Tây cho biết Nga đang nhận được sự hỗ trợ từ các đồng minh như Iran, Trung Quốc và Triều Tiên, Moscow cũng đã nhanh chóng chuyển đổi ngành công nghiệp quốc phòng của mình sang chế độ thời chiến và tận dụng kho dự trữ lớn các thiết bị thời Liên Xô. Tuy nhiên, những thành công của Nga đã phải đánh đổi bằng tổn thất nhân mạng đáng kể. Trong những tháng gần đây, Ukraine thường xuyên báo cáo rằng có hơn 1.000 binh sĩ Nga bị thương hoặc thiệt mạng mỗi ngày. Theo ước tính từ Kyiv, Nga có khả năng tuyển mộ khoảng 30.000 tân binh vào quân đội mỗi tháng. Trong một diễn biến đáng chú ý tại Thế vận hội Olympic Paris năm 2024, đội tuyển đấu kiếm nữ của Ukraine đã xuất sắc giành được tấm huy chương vàng đầu tiên cho quốc gia này. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu một thành tích thể thao đáng kể, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng cho Ukraine trong bối cảnh hiện tại. Đội tuyển đấu kiếm nữ Ukraine bao gồm các vận động viên xuất sắc Olga Kalan, Elena Kravatskaya, Alina Komatschek và Yulia Bakastova đã thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt giải đấu. Hành trình đến với tấm huy chương vàng của họ bắt đầu với chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Italia ở vòng tứ kết. Tiếp đó, trong trận bán kết, các nữ kiếm thủ Ukraine đã vượt qua thách thức từ đội tuyển Nhật Bản giành quyền vào chung kết. Trận chung kết căng thẳng và kịch tính diễn ra giữa Ukraine và Hàn Quốc, hai quốc gia có truyền thống mạnh về môn đấu kiếm. Sau những pha đấu gây cấn và đầy kỹ thuật, đội tuyển Ukraine đã giành chiến thắng sát nút với tỷ số 45-43, khẳng định vị thế của họ trên đấu trường Olympic. Đáng chú ý vai trò của Olga Kalan, trưởng nhóm đội tuyển Ukraine, người đã kiên quyết từ chối bắt tay tuyển thủ người Nga, hành động khiến cô Sweet bị tước từ cách thi đấu. Kalan, người đã giành huy chương đồng ở nội dung cá nhân trước đó tại Olympic Paris, đã thể hiện phong độ xuất sắc trong trận chung kết đồng đội, góp phần quyết định vào chiến thắng chung của đội tuyển. Chiến thắng này không chỉ là thành tích thể thao đáng tự hào, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn đối với Ukraine, trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức, Thành công tại Olympic Paris năm 2024 đã mang lại niềm vui và niềm tự hào cho người dân Ukraine, đồng thời khẳng định vị thế của quốc gia này trên đấu trường thể thao quốc tế. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý, theo thông tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, một sự kiện quan trọng đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 4 tháng 8, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc tăng cường năng lực quân sự của nước này dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kim Jong-un, lễ bàn giao 250 bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật mới cho các đơn vị tiền tuyến của quân đội Triều Tiên đã được tổ chức long trọng. Sự kiện này thu hút sự chú ý đặc biệt không chỉ vì quy mô lớn của nó mà còn bởi tầm quan trọng chiến lược của những hệ thống vũ khí được bàn giao. KCNA mô tả những bệ phóng này là các hệ thống tối thân được chính Chủ tịch Kim Jong-un trực tiếp thiết kế. Điều này không chỉ nhấn mạnh vai trò trực tiếp của ông Kim trong việc phát triển công nghệ quốc phòng, mà còn thể hiện tầm quan trọng mà chính quyền Triều Tiên đặt vào việc nâng cao năng lực quân sự. Hình ảnh được công bố từ sự kiện cho thấy một cảnh tượng ấn tượng với ít nhất 249 xe chở đạn kim bệ phóng hỏa tiễn xếp hàng ngay ngắn trước lễ đài. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng đây có thể là các tổ hợp hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật hầu qua song 11D, một phiên bản cải tiến của dòng KN-23. Điểm đáng chú ý là khả năng mang tải của mỗi xe bệ phóng đã được nâng cấp đáng kể, từ một quả đạn lên tới 4 quả, cho thấy sự tiến bộ trong công nghệ quốc phòng của Triều Tiên. Trong bài phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh tâm quan trọng của những vũ khí mới này, gọi chúng là những vũ khí tiến công cốt lõi thế hệ mới của lực lượng vũ trang. Ông cũng tái khẳng định cam kết của Triều Tiên trong việc tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tương lai gần. Mục đích được nêu ra là để đối phó với những mối đe dọa hạt nhân và phản ứng trước mọi thách thức từ bên ngoài. Đáng chú ý, ông Kim một lần nữa nhấn mạnh quan điểm của Triều Tiên rằng việc xây dựng và củng cố kho vũ khí hạt nhân là biện pháp hiệu quả để răng đe Hoa Kỳ. Về mặt kỹ thuật, mẫu hỏa tiễn Hwasong Song 11D đã được Triều Tiên thử nghiệm lần đầu vào tháng 4 năm 2022. Trong lần thử nghiệm này, hỏa tiễn đã đạt tầm bắn 110 km, trần bay 25 km và tốc độ gấp 4 lần âm thanh. Đáng chú ý, truyền thông Triều Tiên khẳng định rằng loại hỏa tiễn này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, mặc dù thông tin này chưa được xác nhận độc lập. Trong một đợt thử nghiệm tiếp theo vào tháng 5, Triều Tiên đã chứng minh khả năng của hờ qua sông 11D trong việc đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km. Điều này cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong công nghệ hỏa tiễn của nước này, đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế về tình hình an ninh khu vực. Việc Triều Tiên tiếp tục phát triển và triển khai các hệ thống vũ khí mới, đặc biệt là những loại có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, chắc chắn sẽ gây ra những phản ứng từ cộng đồng quốc tế. Các nước láng giềng như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như Hoa Kỳ có thể sẽ xem xét lại chiến lược an ninh của họ để đối phó với những thách thức mới này. Gần đây, một hiện tượng thiên nhiên hiếm có và vô cùng kỳ thú đã diễn ra tại khu vực miền Trung Trung Quốc, thu hút sự chú ý và gây kinh ngạc cho cộng đồng địa phương cũng như giới khoa học. Cụ thể, người dân đã chứng kiến một cảnh tượng phi thường, ba mặt trời đồng thời xuất hiện trên bầu trời. Hiện tượng này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi và suy đoán. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng học đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích khoa học cho sự kiện đáng chú ý này. Theo báo cáo từ nguồn tin 24.kz, hiện tượng được quan sát không phải là sự xuất hiện thực sự của ba mặt trời mà là một hiện tượng quan học đặc biệt được gọi là quần sáng halo đây là kết quả của quá trình khúc xạ ánh sáng phức tạp xảy ra trong từng khí quyển của trái đất cụ thể khi ánh sáng mặt trời xuyên qua các tinh thể băng lơ lửng trong không khí nó bị khúc xạ và tạo ra ảo ảnh về sự hiện diện của nhiều nguồn sáng trên bầu trời Thông thường, hiện tượng quần sáng tạo ra một vòng tròn ánh sáng bao quanh mặt trời hoặc mặt trăng, kèm theo các hình ảnh như vòng cung hoặc cột sáng rực rỡ. Trong trường hợp đặc biệt này, ánh sáng được khúc xạ ở cả hai bên của mặt trời, tạo nên ấn tượng về sự hiện diện của ba mặt trời trên bầu trời. Mặc dù hiện tượng này rất hiếm gặp, nhưng không phải là trường hợp duy nhất được ghi nhận. Vào năm 2020, một sự kiện tương tự cũng đã xảy ra tại Trung Quốc. Ngoài ra, hiện tượng này còn được quan sát thấy tại khu vực Yaman thuộc Siberia, minh chứng cho sự đa dạng và phức tạp của các hiện tượng khí quyển trên toàn cầu. Điều quan trọng cần lưu ý là những hiện tượng như vậy là kết quả của các quá trình vật lý và quan học phức tạp trong khí quyển. Việc có thể quan sát được chúng là một cơ hội hiếm có, đòi hỏi sự trùng hợp về thời gian và địa điểm. Những người may mắn chứng kiến sự kiện này có thể coi đó là một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ trong đời. Thiên nhiên luôn tiếp tục làm chúng ta kinh ngạc bằng những kỳ quan của mình. Hiện tượng ba mặt trời này là một ví dụ sinh động về sự phong phú và đa dạng của các hiện tượng tự nhiên trên hành tinh của chúng ta. Nó không chỉ là một cảnh tượng hoạn mục mà còn là một cơ hội quý giá để chúng ta học hỏi thêm về các quy luật vật lý chi phối thế giới xung quanh. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Zone Post để cập nhật tin tức. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Phan kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.